Em chào anh. Hello em. Dạ. Em chào anh. Cảm thấy như nào? Hôm nay em đang cảm thấy đang hơi hoang mang, hơi lo lắng. Tại vì mọi người chỉ đưa cho em trang phục cũng như là make up thôi. Và cũng như là nói là sẽ có một cái lịch quay. Với Leo ngày hôm nay thì em nghĩ là thử thách hôm nay sẽ là gì? Em nghĩ có một cái thử thách nó khá là quan trọng. Thử thách nào cũng rất là quan trọng. Nhưng mà hôm nay sẽ là một trong những thử thách quan trọng nhất. Thử thách này được xem là có số điểm cao nhất để quyết định ngôi vị quan trọng. Wow. Mình đoán được rồi đúng không? Dạ vâng. Đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thi phỏng vấn giả định. Và anh muốn em nhìn vô camera và quyết định là em sẽ thực hiện phần thi phỏng vấn của mình bằng ngôn ngữ nào. Dạ. Duyên sẽ quyết định tham gia phần phỏng vấn này với tiếng Anh. So starting from now, I will speak in English to you. Oh yes. Okay. So, do you know the format of the interview round in Miss Universe? I know a little bit about that one. Mm-hmm. Yeah, we will have two tables, mm-hmm. and in each of table, we will have like 4 minutes or 5 minutes. Mm-hmm. Yes, depend on the judges. So, yeah. So you understand that we have just a very limited time. Yeah. So you need to make the most of your time to deliver who you are, and deliver the message that you want to bring to Miss Universe. Yes. Are you ready for the interview? Yes, I'm really ready right now. Mm-hmm. Couldn't wait for that. But because today is very special, I know that today is your birthday. So I have a special gift for you. Yes, thank you. Mm-hmm. The gift is that you will have a special training with a special guest. Das is an incredible woman. Wow. She's an American Vietnamese actress, producer, screenwriter, and she is very famous. You guess who she is? Let's think about that. Okay, keep your thinking. Oh yeah. Because you will meet her right now. I want you to make the most of the time with her. Okay. Because she's very good in communicating. Yes. She's also like not only an actress but also teaching the people how to act. Yes. And she knows how to communicate really well, not only by language but also by body language, by eye contact, by body gesture and everything. So make sure that you leverage your time with her. Yes. And be more confident and more ready for your mock interview later. Yes. Okay, so the guest is waiting for you at the room upstairs. Wow, really excited today. Yeah. See you, bro. Thank you. I need to see her. Yeah. I always follow you for a long time. Really admire your talent, your energy. Mình thật sự rất là vỡ òa trong cái niềm vui, tại vì mình rất là ngưỡng mộ chị và mình biết chị, mình theo dõi chị rất là lâu rồi. Okay, Duyen. I guess we're going to conduct this whole interview in English. Yes. This is great for me. I get to speak English in Vietnam. Yes. Today, I'm really interested about interviewing skills, right? Yes. Because I really want to help whatever I can to help you with that, especially English, you know, because it's my specialty. And so, I'm wondering, during your training for English and for speaking and interviewing, what were some of the problems you faced? During the interview skill, yes, I need to speak in English. Yes. And that's it, like my team expect me to speak that one in English, to answer the question in English. Yes. So my problem is my pronunciation. Cathy thấy là tiếng Anh của Duyên rất là tốt. Kim Duyên rất là gần gũi, cái năng lượng rất là tích cực, rất là thật. Và Cathy ấn tượng với cái điều đó. Oh, this is a big this is a big challenge. Yes, that's a really big this challenge. This is a very big challenge. You know what? So, before that one, I really nervous. I'm thinking too much about this interview today. So, but yes, I need to I need to take it because I only have that chance one time in my life. So, okay, let's take all of the challenges and I will overcome that one. Okay, thinking about that one. Yes. So you're ready, your energy is so free. One more thing.
When you get nervous or insecure, yes, or lose confidence, your voice is not here. Okay. Your voice goes up. Okay. And when the person talks to you, they listen to you. They can feel that you're not as powerful. So in my case, when I speak English, I like will speak really fast because I scare about grammar. I scare about like I will have problem with the pronunciation. I scare a lot of like about ideas. So I speak really fast. It's better. Yeah. You just speak slow. Yes. Yeah. Okay. So let's stand up. Okay. Shall we? Okay. Like I share with you, I'm not an expert in grammar or to teach you English. Yeah. I just really want that your personality and your energy and your confidence, what I feel, it comes out completely when you speak English. And the first step was just to be confident and as if you have no problem. So that's the first step. Fake it until you make it. Yes, I like that. Ignore the problem, yes, right? Yes, I like that. So therefore, we got step one. Okay. Done. You have no problem in English. You are an amazing English speaker. Step two. Your breath. Okay, if you go like this, breathe in so your stomach is full. Your stomach is big. Okay. Make it big. Ha. Ha. Louder. Ha. Ha. When you visualize that your energy comes from here, it's strong. Ha. Ha. And then, hi, my name is Kim Yuing. Hi, my name is Kim Yuing. And I am Miss Universe Vietnam 2021. Thật sự là những cái bài học của chị rất rất là hay và mình rất là cần. Relax your body, em. Before you talk, or you go on stage, or you walk, you want to relax yourself. I tell all the actors on set when I'm directing actors on set or when I teach class, before we act a scene, I make everyone scream, and you go, ah! Like that, just out of like nowhere. No, hi, everyone, I'm here, you know, like that. Like normal, okay? Like, okay, it's, okay. It's just, this is normal. This is me, this, I feel this way right now. All right. Có một cái bài học mà mình cảm thấy là nó có tác dụng ngay lập tức á, đó chính là cái bài học mà le lưỡi. Mình cảm thấy nó rất là bổ ích với bản thân mình. My last a tip for you. If you want to work on your articulation, there's a trick I do, and it looks very ugly. Hi, my name is Kathy Uyng, and today I'm going to be on an episode of Miss Universe Vietnam. If I have problem pronouncing that, I will stick my tongue out like this, like, I go, hi. Hi. My name is? My name is? Kathy Uyng, and today I'm going to be on an episode of Miss Universe Vietnam. And I say that like 5 times, and then when I say it again, it's super clear. You try. Okay, say that 5 times. Okay. Hi, my name is Kim Ying, and I'm a Miss Universe Vietnam. Stick your tongue out more. Hi, my name is Go. There, go. Pop. Hi, my name is Kim Ying, and I'm a Miss Universe Vietnam 2021. More, go. Hi, and what are you? Hi, how are you? I'm good, how are you? Keep going. Hi, how are you? Now say it normal. Go. Hi, my name is Kim Yuing, and I am Miss Universe Vietnam 2021. Did you feel it was better? Yes, like a little bit correct. It's stronger, it's more confident, and because you exercise your tongue. Just aware of your tone, aware of your voice, pronunciation, energy, freedom. Okay, that's it, okay? Okay, thank you, sis. Okay. Chiêu mà Kathy chia sẻ với Duyên hôm nay á, về cái cách mà để lè lưỡi ra đó, để giúp cho Duyên cho những lúc cần thiết khi mà quay trước mặt ống kính. Hôm nay mình cảm thấy rất là biết ơn chị vì chị đã nhận lời tham gia cái buổi này. Hi em. Hello. Hello. Có hơi chút vui, cũng có hơi chút bất ngờ. Tại vì chị Hoàng My là một người chị rất là thân với mình. Và mình cũng vừa gặp chị Kathy Nguyên rồi, nên là mình cũng đỡ lo lắng hơn rất là nhiều. I'm very interested to do a formal interview with you. Yes. And play the role of the interviewer. Yes. And let's see, let's tackle this challenge as well, okay? Yes. Yeah? How about you, me? Yes, I'm excited. And maybe you can ask first. Oh, okay. Late, okay. Yeah, we're all ladies. I guess I'm the oldest, so I'll go first. Okay. So, thank you, Kim Yuing.
Thank you so much for coming here today. Both of us were reviewing over all of your biography and all of your attributes and reading more about your causes and your passions. I noticed here that you are the co-founder of Spreading the Love Foundation, a foundation aimed towards children and education. Now, I love education, so can you share with me a little bit more about your passion and why you co-started Spreading the Love Foundation? I am a strong advocate about education, and I really believe that everyone needs to have a right education, and especially the access the right education for the unprivileged community. So actually my story is my life has been changed a lot because I have an education. I formed the Mekong Delta, which region that the children usually give up a study when they like really young, and especially the young girls will do that if the family will have two kids, one a boy, one a girl. So the girl will usually do that. But fortunately, in my case, my parents really understand that if I have a right education, my life will change and I can have my family back. So right now, I have a chance to be represent Vietnam in the Miss Universe. It's been like I have a chance to raise a voice and also to have those children. The children need a help for me. The children who from the poor family who don't have enough condition to study. So I really want to help those children. So I really believe when the day that they have a right education, after that, there's a set in their life. After there's a set in their life, they can give back to society again. So it's been like I really want to spread the love. And so that also the reason that I'm really proud to be a co-founder of the Spreading the Love Foundation with my close friends. That foundation have the children in the rural area, which is the facility to go to school and also provide them with the scholarship to go to school. Phải gọi là đây là một trong những cái vòng rất là khó đó mọi người. Lúc mà mình Duyên trả lời á, thật ra Duyên cũng hơi lúng túng một xíu, hơi lo lắng một xíu. Aside with that one, I also work with a lot of organization. In the pandemic, I work with the hands-on organization to also help the children in Mekong Delta, especially the young girls, to have like a tablet to study online. So I think they really need that because they don't have they can like afford the tablet to study. And aside from that, also I work with Coaching Buddy, with the Room to Read organization. They also work with the children, especially the young girls in Mekong Delta. So I can work a lot in my region, so that's really my grateful. Yes. Okay. Thank you so much. Nói chung nhìn Kim Duyên mà mình thấy được cái sự cố gắng của em rất là nhiều, rất là lớn. Nó là một cái sự nỗ lực rất là kinh khủng, đặc biệt là về ngôn ngữ. I think you should make your answer shorter. Yes. Sharper. And I think people will get your point. Yeah, I definitely. Yeah, I agree. Less is more. The longer you talk, then the more people have opportunity to find the flaws. You want to just straight to the point as much as you can. I agree with you. Education is a, like one of the biggest problems in Vietnam or in your area. Yeah, especially. But in your opinion, yes, in the whole Vietnam and with your generation, what is the biggest issue that you are facing? Is that education or something else? I talk a lot about education. I really want to talk one more thing. I really thinking about that one, the young generation in Vietnam, they really have facing with that one is how to share with other people. That's it about empathy. I mean like the young generation right now, they not, because they use a lot of social media, they use, and they also have a lot of judgment on the social media. So not really they understand other people emotion. So that's it, I think the most problem the young generation facing. Phải nói là cực kỳ bất ngờ. Trước khi Kim Duyên bước vào đây thì mới nghĩ là Kim Duyên sẽ rất là ấp úng ngập ngừng và không có thể thể hiện được những cái suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh, và mình không có kỳ vọng nhiều ở khả năng tiếng Anh của Kim Duyên, bởi vì cái sự tiến bộ mà mình không nghĩ là Kim Duyên có thể làm được điều đó. Okay,
But did you think that there are some positive side? Yeah. That people can learn during hard time? Yeah. I believe you also learn things from like the hard time. Yes. So do you think there is any positive side and people can learn from that? Actually, for me, I've been the hard time. And I know that's really important to be positive as always. But I mean, like, because we are all human, so we cannot be positive as always, right? So sometimes we still have the day that we feel negative, we still have the day that we feel down. But as long as we understand like who we are and who we want to become in the future, so all of the negative come and all the negative feeling, that it just help you to mature. So I'm really grateful because of all of negative and the positive, because positive give me the energy, but the negative will contribute my strength, and I feel like I'm stronger than before. Yes. There's one more question in terms of the topic. In social media, you can hear many like terrible things. Yeah. I believe you experienced those. Yes. But do you think they represent anything? Because in reality, people treat and behave different, but in social, quite cool. For me, when using the social media, I learned one more thing about learning how to use the social media. It means that every person needs to have their own filter about social media. So we need to surrounding with the people give us the contribution for us to become a better version of ourselves, and also give us the energy about the negative comment. You can read that, but don't let that one define who you are, and just read that. And if that's correct with your case, just thinking about that, and we can learn from that one. Like we also can see our weakness. Usually the people will not see their weakness easily than other people. So just look at that. If that's correct, we can listen to that. But if not, just move on. I think so. Yeah, great. Thank you. I am quite surprised how you present yourself today. You are different. I can see your energy and the way you carry yourself and how confident with your English. Of course, compared to yourself before. And about the topic that we can talk about. And I'm proud. You do so many amazing things, and so just create your story for all of it. I feel it more deeply in your heart. Be aware that there is some ums and ahs, right? Yeah. It's okay. Just be aware also that if you are asked a question and you know it's hard, and try to stay as still as possible and then answer slowly, and it's my solution. It's like, oh, that's a really good question. Yeah, I really wish I had read about that. But oh well, it's okay. I'll share with you what I do think about it at this moment, right? But I will dig deeper. For example, like that, when you start something that you don't know or don't know so deeply. You can be honest about it. But try to answer it first. And then if you feel like it's not gonna happen, just say, and I wish I, and this is a humble experience. Thank you for asking me this. Like that, but be very confident of, you know what, I realize this is my problem, I didn't prepare this question. But thank you so much for reminding me that, because I'm never gonna forget this. And this is just something you keep practicing. It's easier said than done. But just some little, just whatever I can share, okay, to help. Hello. Hello, Yuying. Đây là cũng là một cái bàn làm cho mình vừa cảm thấy thoải mái nhưng vừa cũng cảm thấy hồi hộp, khi mà trên bàn cũng có chị Ngọc Diễm, một người chị mình rất là thân, nhưng mà chị thì mọi người biết rồi, rất là thông minh, anh Bảo Hoàng CEO, và cũng là một người anh, một người thầy của mình. So hi Yuying, nice to meet you. And I have a question for you. If you have a chance to discuss a social issue with the world leaders, maybe organized by Miss Universe, so what's the issue you will bring to them and discuss with them?
If I have a chance to talk with a world leader in around the world, I want to talk with them that because actually right now we're facing with a lot of problem of climate change. I really want to talk with them how they see the problem in the climate change and also like what the solution they can give for the society, also like to educate the young generation to protect the environment and how we can overcome the climate change nowadays. So I finished my first question, and I think that's an easy question, the hard question, believe in by him. Oh, I think so. I think it's not really difficult. I just want to know more about you. Seems like you are a very energetic and passionate woman. Yeah. So I want to know what is your philosophy of life and what you value the most in your life. I could say that I'm from the Mekong Delta region, and in that region, the people, they have a phrase that the people in my hometown, they usually wearing the hat on the sleeve. It's not like they always, to be honest. Nowadays, that's really easy to say that one, but when come to reality, that is really hard because right now we have a lot of like social media, we have a lot of judgments and also the wrestling on the people. To be myself, to be honest with myself, I love it. All of my thought, my thinking about that. Maybe in some house, that's really difficult for me to working, to meet a lot of people because everything I will go dry and I will say the true thing. But at the end of the day, I feel like peaceful and happiness. Khi em nói về một cái gì đó, nó không phải là có thể là em chưa trải nghiệm hoàn toàn, nó có thể là nó đang dừng lại ở mặt ý tưởng ấy, chứ nó không phải là trải nghiệm sống. Và em chưa chuyển nó thành cái chất ở bên trong mình á, thì em sẽ hơi bị thiếu tự tin một chút xíu và em hay có xu hướng là nhìn xuống đất. Thì bây giờ vấn đề là trong một cái thời gian ngắn từ 2 tháng nữa, chúng ta có đủ thời gian để chuyển nó thành trải nghiệm hay không, thì câu trả lời này không ai nói được hết. Thì song song với hai việc là một là mình phải đọc thêm nhiều hoặc là cảm nhận nhiều để có những cái trải nghiệm đó. Còn về cái kỹ thuật á, thì nếu mà nói về những cái gì mình cảm thấy chưa tin, em tập em nhìn vào giám khảo, có thể là một cái điểm rơi nào đó trên vai của Hoàng ở giữa, trên vai của Hoàng, trên vai của chị, hoặc là trên gương mặt của giám khảo thân thiện hơn. Chị thấy là em nhìn Hoàng nhiều hơn chị, mặc dù chị tự thấy là chị rất thân thiện nha. Thì lúc đó em phải tập một cái điểm rơi, tại vì mình nhìn xuống là một biểu hiện của cái việc là mình đã không có nghĩ ra được cái idea và mình đang tìm kiếm cái idea cho trả lời. Nếu mà nhìn xuống một hai lần trong suốt cuộc interview thì có thể là được coi là ổn, nhưng mà nếu mà nhìn xuống trên hai lần thì có nghĩa là em không có tự tin. Thì chị nghĩ đôi khi cái mà giám khảo họ kỳ vọng nó không chỉ là câu trả lời mà nó phải sâu sắc, nó phải thông thái đâu, nhưng mà họ cần một cái câu trả lời là nó từ trong trái tim, nó từ trong cơ thể của mình và nó được biểu hiện trên gương mặt của mình, trên nụ cười của mình. Em cười rất đẹp và chị tin rằng tất cả các giám khảo đều cảm thấy là nụ cười của em là một cái cầu nối để kết nối với họ, cho nên là thả lỏng cơ thể một chút xíu. Trả lời đúng sai nó không quan trọng, mà quan trọng ở đây là em chia sẻ những cái gì mà em cảm nhận, em hiểu và em muốn sharing, em muốn chia sẻ với lại giám khảo. Hoàn toàn đồng ý với chị Diễm. Anh nghĩ là một cuộc thi như Miss Universe, họ phỏng vấn và họ gặp rất là nhiều những người phụ nữ trẻ, và ở cái độ tuổi của các bạn thì cái kỳ vọng đương nhiên họ không thể chỉ nhìn thấy là các bạn đang có cái gì, mà họ còn đang tìm kiếm một người có thể đi xa được, một người còn có cái gì nữa, tức là nhìn vào cái tiềm năng của cái người đó. Nếu mà nói Hoa Hoàng Vũ cần một spokesperson, tức là một người nói hay á, thì đúng, nhưng nếu chỉ nói hay không thì chưa đủ. Họ cần một role model, tức là một hình mẫu trẻ. Họ cần một cái woman leader, tức là một nữ lãnh đạo. Và một nữ lãnh đạo không thể chỉ nói hay được, mà phải làm và phải hiểu. Đúng là mình nhìn thấy được rõ ràng cái điểm yếu của bản thân mình khi mà mình gặp một cái câu hỏi khó. If there is an opinion saying like the beauty pageant degrade women, so what would you say to them? For this challenge, I want you to see directly to the camera and say it to all the audience. Okay. So I think every people will have a different opinion about the beauty pageant, about the way that how women will show up. And for me, in my opinion, beauty pageant is the platform that women can raise the voice, can give contribution to the society, and also can help with their action. So this is a good platform to see the inside and outside beauty of the woman. Okay, that's great.
Đến hôm nay thì Diễm thấy có một cái sự tiến bộ rất là rõ rệt của Duyên trong việc là chắt lọc những cái ý tưởng mà bằng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái động tác đó là nghĩ và sau đó là chuyển đổi ở trong, có nghĩa là dịch đó, ở trong đầu trước khi mà nói ra. Thì Duyên đã làm cái chuyện này rất là tốt. So I want to know like what is your proudest accomplishment in your life? My proudest accomplishment is really personally, I built up a house for my family. I do it step by step. When I study in Singapore, I like selling online, save the money. So after that, I also like, I really interest in invest the financial and real estate in Vietnam, in my hometown. Step by step, I do that one. I learn that one and I also did that one. So I save a little bit money to give my parents to build a house. I remember we have been changing the house for almost 20 times. That's really a big gift to my parents. I want to ask you a question. What is the most important lesson you has learned from the pandemic? So I think the major lesson that I have been learning from this pandemic is sharing. This is not about like what we will share with other people, but how we will share with other people. That's really important. I'm really grateful because I can share with other citizens in my hometown, like with the food supplier, with the test COVID, with the vaccination. So I'm really grateful because I have that chance. I understand that right now we are facing with the difficult time, but together we will pass that one, and together with all the sharing, all the love, we will win this pandemic. Okay. Thank you. I think you did a great job. Thực ra là khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh của Duyên rất là tốt. Những cái liên quan đến ngữ điệu hay là cái giọng nói caption thì chị nghĩ là chắc chắn là trong một cái thời gian ngắn chúng ta sẽ khó mà thay đổi một sớm một chiều. Bản cái điều quan trọng ở đây là chúng ta hiểu được nhau, họ hiểu được những cái idea mà em chia sẻ và em hiểu được những câu hỏi của họ, và điều đó em làm rất là tốt trong cái buổi phỏng vấn giả định này. Còn những cái việc khác thì mình tạm thời mình để qua một bên để mình tập trung vào cái chất, cái nội dung cái đã. Rồi về trong cái câu trả lời về cái bài học mà lớn nhất của em trong Covid là gì, là chia sẻ. Thực ra đó là một cái ý rất là hay rồi. Và kể cả là khi em làm bất cứ một cái dự án nào hay là em làm bất cứ một cái công tác nào mà liên quan đến truyền cảm hứng hay là empower, có nghĩa là trao quyền cho mọi người ấy, thì cái tính corporate, có nghĩa là cộng tác, hợp tác, nó rất quan trọng. Bản thân chúng ta là một người có hình ảnh, mà nếu mà chúng ta không có sự kết nối về những cái nguồn lực khác ấy, thì chúng ta sẽ không làm được. Trong đó những nguồn lực nó là gì? Nó là chính quyền. Đó là lý do mà tại sao mà bạn được trao đổi với lại world leader, những lãnh đạo thế giới ha. Đó là với truyền thông, đó là với cộng đồng, đó là với các doanh nghiệp, các công ty. Và cá nhân chị á, là một người lãnh đạo á, quan điểm của chị về lãnh đạo đó là khả năng kết nối các nguồn lực với mục tiêu mình đặt ra. Cái điều đó nó rõ nét lắm. Cho nên chị muốn là trong những cái nội dung mà em chia sẻ, đặc biệt nó liên quan đến tính truyền cảm hứng, tính trao quyền và liên quan đến tính leader, em hãy bổ sung thêm cái tính hợp tác để bản thân mình là người có hình ảnh, bản thân mình là người có sức ảnh hưởng và lời kêu gọi. Cái vai trò của mình nó nhẹ lắm. Cái vai trò của mình là tôi không phải tôi gồng lên để tôi làm cái này, để tôi làm cái kia, mà tôi bằng trái tim, bằng ý tưởng và bằng sự ghi nhận tất cả mọi người, tôi kéo mọi người vào trong một cái dự án chung. Thì cái điều đó rất là tuyệt vời. Mình vẫn còn một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị, và anh nghĩ là em sẽ biết cách làm sao tận dụng khoảng thời gian đó để hoàn thiện bản thân mình tốt nhất. Đó là những gì mà những cái lời khuyên mà anh chị muốn dành cho Duyên. Cảm ơn em. Xin chào mọi người. Hôm nay lại là một ngày làm việc rất là năng suất của Duyên đây. Và cũng như mọi người đang thấy thì hôm nay Duyên có một nhân vật rất là đặc biệt ngồi kế bên. Stylist Trần Đạt. Anh ơi, thế thì trang phục của em năm nay đi thi á, mình sẽ mang ý nghĩa gì hả anh? Anh nghĩ là trang phục của em năm nay không có ý nghĩa gì hết. Đón xem tập tiếp theo của Road to Miss Universe được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021 trên fanpage Việt Nam Road to Miss Universe, Miss Universe Việt Nam, kênh YouTube Uni Network, và vào lúc 12 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021 trên ứng dụng Vion.